Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, ngày Chủ nhật vừa qua là một trong những ngày lịch sử trọng đại đối với nhân loại. Hơn 2 tỷ tín đồ Công giáo và một số lớn tất cả các tín đồ Thiên Chúa giáo có thể nói là họ là long trọng trang trọng để mừng ngày lễ Phục sinh. Tất cả những nơi mà người ta nói rằng xung đột tiếp tục xảy ra vẫn xảy ra, nhưng tất cả những người sùng sùng đạo và những người Thiên Chúa giáo đã hướng về La Mã, hướng về Vatican để cùng với Đức Giáo hoàng Francis đón nhận một ngày lễ Giáng sinh trọng đại. Ở Trung Quốc đã có những dấu hiệu thay đổi từ Giáo hội Trung Quốc và hiện nay đang có những cái biến chuyển, có thể nói sẽ có sự sắp xếp trở lại và sự nói chuyện trở lại giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Giáo hội Trung Quốc, một trong những người giáo hội mà người ta cho rằng là giáo hội quốc dân. Ngày hôm qua thì quảng trường Thánh Phaero, Đức Giáo hoàng đã đọc một bản thông điệp gửi tất cả các tín hữu của ông ở khắp nơi trên thế giới. Điều mà ông nói đến và ông đang lo ngại, kính thưa quý vị, đó là vấn đề xung đột xảy ra hiện nay tại cao dãy Gaza. Tất cả những sự xung đột xảy ra liên tục sau khi có thể nói một số lớn những người Palestine với gậy đá đã có một cái chiều hướng tấn công trở lại Do Thái. Và tất cả những sự xung đột xảy ra giữa hai bên đã gây nên một cái tổn thất. Và hiện nay con số 17 người Palestine đã bị tử vong và có thể nói hơn đến 1.400 người đã bị tử thương, bị thương hôm thứ Sáu. Tại Vatican, ông Đức Giáo hoàng Francis đã nói với tất cả giáo dân tụ tập ở quảng trường Thánh Phaero, Đức Giáo hoàng đã nói những vết thương xung đột đang diễn ra không cứu vãn sự tự vệ. Kính thưa quý vị, ông đã lên án những sự xung đột vừa mới xảy ra vào hôm thứ Sáu trên dãy Gaza và ông nói với hàng ngàn người rằng chúng ta tham dự lễ Phục sinh, chúng ta nhớ đến sự thương khó của Chúa Giêsu và chúng ta nhớ đến sự sống lại của Ngài để chúng ta cầu mong cho một thế giới có một đời sống hòa bình. Kính thưa quý vị, đó là những lời của Đức Thánh Cha San Francis qua bài thông điệp của ông hàng năm vào thánh lễ Phục sinh. Trở lại với tin tức Hoa Kỳ liên quan tới chuyến đi nghỉ của ông Tổng thống Donald Trump ở ngay tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Thì ngay tại đây một lần nữa, ông Tổng thống lại đưa ra những cái mâu thuẫn, những xích mích liên quan tới việc ông tố cáo rằng công ty Amazon, tức là công ty mẹ, cũng đã từng mua lại tờ báo The Washington Post, đã không có đóng thuế, đã gian lận và cũng như các vấn đề về liên quan tới việc mà vận chuyển hàng hóa với bưu chính Hoa Kỳ. Tin tức đưa ra mà ông Trump viết lên trang mạng Twitter cho thấy rằng ông nói, ông tố cáo Amazon là một công ty trốn thuế, không khai đủ đầy đủ thuế cho các doanh nghiệp địa phương, cho các chính quyền địa phương, cũng như là đã hợp tác với bên phía bưu chính Hoa Kỳ để đưa những cái gói hàng với giá rẻ mạt. Và điều này làm cho bưu chính Hoa Kỳ ngày càng lỗ hơn khi mà những gói hàng được đóng ra, được gửi đi đều lỗ ít nhất là 1.5 đô la. Ông còn phản bác và tố cáo các trang báo như là tại sao trang báo The New York Times và những trang báo khác lại đưa fake news về ông mà không đưa những cái tin như thế này đưa ra, thưa quý vị khán thính giả. Tin tức từ bên phía phát ngôn của Amazon đã cho đưa ra và phản bác lại tất cả những gì mà ông Tổng thống đã nói. Họ nói, chúng tôi có đầy đủ tất cả những giấy tờ về thuế má cũng như là những giấy tờ nộp thuế tại các tiểu bang yêu cầu, thậm chí về những nhà kho bãi tại các tiểu bang khác chúng tôi cũng có. Và kể cả thuế của Whole Foods, tức là công ty mà Amazon mới vừa mua, họ cũng có luôn. Và họ cũng nói là các vấn đề vận chuyển, là cái đó là giữa những cái deal, tức là những cái quan hệ, những cái mà đã được bàn thảo trước. Và họ nói bưu chính Hoa Kỳ không có lỗ về những cái việc mà vận chuyển hàng hóa của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ có một công ty vận chuyển là bưu chính, mà chúng tôi còn có FedEx, chúng tôi còn có UPS và tương lai sẽ là công ty của chính chúng tôi vận chuyển.
phản bác lại hầu như tất cả những gì của ông Tổng thống. Vào sáng ngày hôm nay thì S&P 500 đã giảm ít nhất là 1% điểm, bởi vì người ta thấy rằng sau những cái cáo buộc của bên phía ông Tổng thống thì tờ Amazon, tức là trang mạng bán lẻ thương mại điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ, đã sụt giảm, đã mất đi biết bao nhiêu tiền về giá trị vốn hóa. Ông cũng tố cáo là Amazon đã đưa ra cái đường làm ăn của Amazon đã vùi dập đi, đã không tạo ra những cơ hội cho những công ty bán lẻ khác và làm những công ty bán lẻ khác không có cơ hội để phát triển. Kính thưa quý vị, đó là chuyện Amazon. Trở lại vào hôm thứ Năm vừa qua, chắc quý vị biết một nhân vật trẻ đẹp có tên là Hope Hicks, giám đốc cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ tại White House, đã từ chức. Và trong chuyến trở lại từ Florida vào ngày hôm qua thì có thể nói nỗi buồn của Tổng thống Donald Trump đã vẫn tiếp tục là đến với ông. Đó là hình bóng của người phụ nữ trẻ đẹp 29 tuổi không còn ở trong White House. Một trong những người thân cận với ông, đã từng trải với ông và gắn bó với cuộc được tranh cử của ông vào năm 2016 qua những cái vấn đề gọi là nói chuyện và điều trần trước Hạ viện đã dẫn đến sự từ chức của Hope Hicks. Một trong những nhân vật mà người ta có thể nói rằng sẽ thay thế Hope Hicks để làm cái công việc đó là Dan Scavino. Tuy nhiên, điều mà Tổng thống Donald Trump liệu có thể làm việc với Dan Scavino hay là không, hay là ông ta sẽ tự đảm nhiệm chức vụ giám đốc truyền thông cho ông ta một mình, bởi vì, kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã quen lề lối làm việc này. Và đây là một trong những sự kiện cho thấy cũng rất buồn khi Tổng thống thiếu đi vắng vắng cái hình ảnh của người đẹp Hope Hicks, là một trong những nhân vật rất lanh lợi và có thể nói rất là cứng rắn về vấn đề truyền thông của White House. Một trong những sự kiện mà chúng ta cũng nói đến, kính thưa quý vị, đó là ông Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Suskin đã ra đi, và đây là một trong những sự kiện để được giới báo chí nói đến rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề thực sự ông từ chức hay là ông bị đuổi việc. Đến bây giờ thì theo những cái trang tweet của Tổng thống Donald Trump thì cho thấy ông đã bị đuổi việc. Nhưng mà với ông cựu Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh thì ông cho rằng ông đã nạp đơn đến từ chức. Nhưng có một cái sự kiện oái âm thay, đó là ông không ủng hộ đường lối của một vị gọi là bác sĩ của Tổng thống Donald Trump vừa được bổ nhiệm lại vào chức vị Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh. Điều đó cho thấy có sự hòa hợp và làm việc dễ dàng trong nội các của Tổng thống Donald Trump hay là không? Và cái việc mà sa thải thêm một lần nữa là Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh làm cho tất cả mọi người, người ta cũng sửng sốt, bởi vì trong tháng vừa qua ít nhất là 4 và tới 5 người quan trọng nhất trong nội các Hoa Kỳ đã bị ông Donald Trump sa thải. Cái việc mà cái mâu thuẫn trong cái sự việc này, đó là việc mà tuyên bố của Tòa Bạch Ốc. Tuyên bố của bên phía Tòa Bạch Ốc là nói là ông từ chức vì bị sa thải, tức là Tòa Bạch Ốc nói là việc sa thải này là có sự đồng ý của ông David Serkin. Tuy nhiên thì trong chương trình Stay of the Union tuần vừa qua, khi mà ông được phỏng vấn thì ông nói: tôi chỉ nhận được thông báo, mà không phải là những thông báo nữa, mà tôi chỉ đọc qua trang mạng Twitter của ông Trump nói là tôi bị sa thải. Tôi không muốn bị sa thải, tôi muốn làm việc và cống hiến cho đất nước Hoa Kỳ. Việc này làm cho các thượng nghị sĩ của bên phía đảng Cộng Hòa, nhất là vào tối ngày hôm qua, ông Ron Johnson, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Wisconsin, ông nói ông Tổng thống cần phải biết được là những lời lẽ cũng giống như việc sa thải chỉ trên trang mạng Twitter của ông sẽ ảnh hưởng và tác động như thế nào tới cái con đường chính trị cũng như đường lối của ông trong tương lai, và cũng có thể làm cho những người làm việc bên trong ông cảm giác được việc không an toàn, thưa anh. Kính thưa quý vị, công việc làm cho chính phủ Hoa Kỳ có thể nói đó là một cái công việc mà hình như tất cả những người Việt chúng ta ai cũng không muốn để tham dự, vì sau khi chúng ta nghỉ hưu, chúng ta sau một cái thời gian làm việc thì cái vấn đề hưu, vấn đề quy chế chúng ta nghỉ hưu rất là tốt. Tuy nhiên khó có ai đoán được chưa ngờ, trong những giây phút cuối cùng của ông phó giám đốc cơ quan điều tra liên bang FBI cũng vẫn bị sa thải, và cái sự sa thải này sẽ dẫn đến một cái hậu quả làm cho ông mất mát tất cả những quyền lợi khi ông về hưu. Và trong 48 giờ qua thì kính thưa quý vị, thấy ông McCabe là một trong những người gọi là đối tượng đã bị sa thải bởi ông Bộ trưởng Tư pháp. Hôm qua thì trong một cái cuộc vận động gây quỹ đã cho thấy rằng cái sức lực và cái sự thu hút của ông cũng vẫn còn đến rất nhiều. Và trong chỉ có một ngày thứ Năm thôi, ông đã gây quỹ được $533,403.
Và trước đây thì ông đã tìm kiếm một cái tiền có thể là gia tăng để gây quỹ cho ông từ con số 250.000 đô la. Những cái số tiền này để sử dụng cho một cái quỹ pháp lý, và ông ta sẽ đối phó với một cái cuộc điều tra nội bộ của Bộ Tư pháp về vấn đề có thể nói những cái sự kiện liên quan đến vấn đề để buộc ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp, có sa thải ông vào chức vụ phó giám đốc cơ quan điều tra liên bang. Có thể nói ông chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là về hưu với hai bàn tay có thể nói vỗ vàm nhẹ nhõm, vì một cái số tiền hưu có thể nói đủ để cho ông sử dụng suốt đời ông. Nhưng chỉ cần cái sự quyết định sa thải này làm cho ông mất đi tất cả những cái benefit, những cái lợi tức của ông, và điều này gây đến một cái sự căng thẳng, và ông đã tiếp tục gây quỹ để chống đối và điều trần tất cả những cái sự kiện mà Bộ Tư pháp đang vấn đề đè nặng trên vai ông, là đặt những cái vấn đề gọi là thẩm vấn điều tra về thời gian ông làm việc tại FBI. Đó là một vài sự kiện mà sáng nay anh Tuấn và Đoàn Trọng gửi đến quý vị qua chương trình Cà Phê Giang, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.